Dạ vâng, là đầu tiên thì cho em xin phép được gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh em, quý khách hàng của em trong thời gian vừa qua, và gửi một lời và thăm lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác đang xem video này của em ngày hôm nay. Đấy thì một cái video ngắn của ngày hôm nay rất là vui được gặp lại tất cả các bác. Em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái sản phẩm, đó là những cái tấm chân tầng sáp ong lội nguyên chất không pha. Đấy. Thế thì tại sao lại em lại nói như vậy? Thì em mời các bác là cùng theo dõi video của em ngày hôm nay. Em sẽ giới thiệu cụ thể về cái sản phẩm của ngày hôm nay em đang tải lên để các bác phụ các bác nhá. Thế thì như các bác thấy hai hộp này, hai thùng này là hai thùng chân tầng là em vừa mới đóng xong để em chuẩn bị là đóng hàng vào gửi đi cho anh khách hàng ở tỉnh Quảng Ninh. Đấy, ở tỉnh Quảng Ninh nhá. Nhà em thì nhà em ở Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Anh em nào ở gần thì đến nhà, anh em nào ở xa thì gửi bưu điện, bên em thì gửi bưu điện nhận hàng, kiểm tra, thanh toán đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng như lời nói trên video, anh em thanh toán nhé. Sai một ly thì anh em hoàn về hoàn toàn cho em. Đấy là một cái quyền lợi rất lớn để dành cho tất cả các bác, các anh em là khi mua hàng online, khi mua hàng trên mạng, nói thẳng khi mua hàng trên mạng, nhận hàng rồi kiểm tra thanh toán không bao giờ phải lo lừa lọc cái vấn đề gì, bởi vì trong cuộc sống lừa nhau cũng không giàu lên được, cho nên là cũng không nên lừa. Đấy, một tô hộp này là 100 tấm nhá, em bỏ tạm 50 tấm ra giới thiệu đã, tí này đóng vào giả sau, cửa hàng chưa đóng đi nên chưa lo. Đấy, đây các bạn có thể thấy nhá, em bóc ra luôn để em giới thiệu dần dần. Đây các bác có thể thấy, đây 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 đấy, chân tầng này là chân tầng nguyên chất sáp không pha tạp. Đấy, không pha sáp. Đấy, anh em có thể thấy nó thì rất là dày, về cái độ dày thì rất là dày, đây rất là dày nhá, nhìn thấy độ dày của nó luôn này, luôn những cái lỗ banh tổ nó rất là cao, đây rất là sâu, anh em nhìn thấy luôn đấy, các bác nhìn thấy luôn đấy, mà nó vàng óng này, vàng này là đảm bảo là nguyên chất này. Còn tấm chân tầng nó cứ nhờ nhờ bạc bạc ấy, thì nó sẽ không được đảm bảo chất lượng cho lắm. Thế thì một cái sản phẩm như này mà em bán nhá, đây em sẽ nói giá bán này. Một tấm bán lẻ như thế này là 10.000, nhận gửi từ 20 tấm trở lên, và mua 50 tấm là em bao ship. Mua 100 tấm em lấy giá 8.000, à quên, lấy giá 9.000, nhầm, em xin lỗi. 100 tấm lấy giá 9.000, 200 tấm lấy giá 85, 300 tấm thì sẽ tính theo một con giá khác. Thế anh em cứ alo trực tiếp đến cho em qua cái đầu số điện thoại, em sẽ tư vấn cho cái sản phẩm như này. Hiện tại đang là cái mùa lao cầu ấy, cho nên là rất là cần đến những cái sản phẩm chân tầng như này. Và cái sản phẩm như này các bác về các bác dùng ấy mà không dùng hết, có thể là cho vào báo cái này, không cho vào thùng bê cắt tông này, cất gọn gàng vào thì nó sẽ không bị hỏng, không bị kém chất lượng đi, thì sử dụng nó vô tư. Đấy thì là để nói về một cái video ngắn thì em không thể nói hết được tất cả những cái sản phẩm của bên em đang cung cấp. Bên em là một cơ sở chuyên cung cấp về những cái sản phẩm để nuôi ong, thùng nuôi này, thùng quay này, hay là những cái sản phẩm nhất như là những chiếc quần áo bảo hộ nhỏ, hoặc là những chiếc bình khói, kim di trùng, quản chúa, nói chung là A từ A đến Z là đầy đủ hết cho các bác nhé. Thì một video ngắn này em sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đấy, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo.